Thưa quý vị, thưa các bạn, với quan điểm phát triển hệ thống dịch vụ logistics của thành phố Hải Phòng theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, dịch vụ logistics tại Hải Phòng đang có tốc độ phát triển nhanh chóng, hình thành mới nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, hoạt động logistics tại Hải Phòng mới tập trung ở công tác vận chuyển, chi phí vận tải còn cao, hệ thống đường bộ, đường thủy và đường hàng không chưa phát triển một cách đồng bộ. Đây là một trong những khó khăn đòi hỏi Hải Phòng cũng như các bộ ngành có giải pháp khắc phục để ngành logistics phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam. Trong những năm gần đây, thành phố Hải Phòng là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và bứt phá. Cùng với đó, Hải Phòng cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển dịch vụ logistics. Đặc biệt, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định Hải Phòng là thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước, là trọng điểm dịch vụ logistics. Để trở thành trung tâm dịch vụ logistics của miền Bắc và khu vực, thành phố Hải Phòng đang tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, kết nối hạ tầng cảng biển như là cải tạo, nâng cấp đường 356 trên địa bàn huyện Cát Hải, cải tạo nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, đầu tư cầu Tân Vũ, Lạch huyện 2, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường bộ ven biển, mở rộng sân bay Cát Bi. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút các nguồn lực trong xã hội để đầu tư vào hạ tầng giao thông, vào các lĩnh vực trong chuỗi logistics theo mô hình hợp tác công tư, chủ động đề xuất Trung ương sớm xây dựng tuyến đường sắt quy chuẩn kết nối các cảng tới Hà Nội và ra quốc tế. Chúng tôi cũng đang kiến nghị với lại chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến phát triển cái hệ thống giao thông đường sắt trong cái thời gian tới. Cái tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai và kết nối xuống Hải Phòng thì hết sức quan trọng. Phương thức vận tải đường sắt đấy là một cái phương thức hết sức kinh tế trong cái khu vực nội đô cũng như là kết nối với các hệ thống giao thông của các khu vực phía Bắc cũng như là liên vùng. Trong cái thời gian tới thì cũng sẽ tích cực đề nghị các cơ quan và đặc biệt là Bộ Công Thương cũng sẽ là cái đầu mối để tham mưu cho chính phủ để sớm có một cái cơ chế chính sách đặc thù cho những cái cảng quốc tế như là cảng Lạch Huyện và Hải Phòng và đẩy mạnh cái việc mà chúng ta hình thành cái khu tự do thương mại. Chúng ta sẽ thu hút được các nguồn lực cũng như là các nhà đầu tư có cái thế mạnh trong cái dịch vụ logistics. Và đây cũng là một trong những cái khâu mà chúng ta tháo gỡ những cái điểm yếu của Hải Phòng nói riêng và của Việt Nam nói chung trong cái quá trình hội nhập quốc tế và đặc biệt là cái dịch vụ logistics. Bên cạnh lợi thế về địa kinh tế, địa chính trị thì Hải Phòng còn có hệ thống hạ tầng giao thông được kết nối liên hoàn và khá đồng bộ như cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Cát Bi được kết nối thuận tiện với đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh, với hệ thống đường sắt quốc gia và hệ thống giao thông đường thủy nội địa. Cùng với đó là hệ thống dịch vụ hậu cần sau cảng được đầu tư khá bài bản như là bãi container, kho ngoại quan, kho CFS và lực lượng các loại hình vận tải đa phương rất phong phú. Tuy nhiên, trong chuỗi hoạt động logistics thì Hải Phòng hiện vẫn chỉ thực hiện được những công đoạn thô, chủ yếu là bốc xếp, kho bãi và vận chuyển đường bộ. Nguồn thu từ những công đoạn này rất thấp, ít tạo giá trị gia tăng. Hệ thống các doanh nghiệp như là cảng, kho bãi, vận tải còn nhỏ lẻ, hoạt động manh mún và tự phát, chưa tìm được tiếng nói chung, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, giảm hiệu quả tổng thể. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, việc kết nối hạ tầng logistics còn kém, đặc biệt chưa khai thác được đường sắt và các cảng của khu công nghiệp. Quy hoạch hạ tầng logistics chưa đồng bộ với quy hoạch sản xuất thương mại, nhiều chỗ manh mún và ứng dụng công nghệ thông tin chưa nhiều. Bộ Công Thương đang và sẽ tiếp tục làm tốt những cái nỗ lực chung của mình trong tiếp tục thực hiện các cải cách cả về mặt thể chế cũng như là các cái khung khổ pháp luật và cái công tác quản lý nhà nước để từ đó tạo ra cái sự phân cấp theo cái hướng thông thoáng, minh bạch, công khai, rõ ràng và đồng thời có tính tiên liệu và có tính ổn định để cho không chỉ cái môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung mà cả các hoạt động trong lĩnh vực về của doanh nghiệp logistics cũng sẽ được thuận lợi và ở trên cái địa bàn của thành phố Hải Phòng. Thứ hai là Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để tạo ra cái sự phân cấp cụ thể đầy đủ hơn nữa và thuận lợi hơn nữa, đi cùng với đó là tiếp tục đào tạo và hỗ trợ cho địa phương về cái nguồn nhân lực và cũng như là trong cái quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về logistics để từ đó là thành phố Hải Phòng sẽ có điều kiện để thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện không chỉ nghị quyết 45 của Bộ Chính trị mà còn cả cái quyết định 200 của Thủ tướng cũng như là các cái chương trình hành động trong cái nghị quyết mới của Chính phủ về phát triển logistics.
và gắn với lại cái vai trò đặc thù của Hải Phòng trong các lĩnh vực và trung tâm về kinh tế thương mại, cũng như là gắn với hệ thống, gắn chặt giữa cái logistics về thương mại với logistics về giao thông vận tải. Hải Phòng là thành phố có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất của phía Bắc, hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của quốc gia. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đưa Hải Phòng thành đầu mối logistics của khu vực. Cảng Lạch Huyện là cảng biển nước sâu có vị trí hết sức quan trọng, có khả năng tiếp nhận những cái tàu lớn và kết nối trong cái chuỗi cung ứng trong toàn cầu và phù hợp với cái nhu cầu phát triển và upside và cái gọi là cỡ tàu nó tăng lên ở trong thời gian tới. Thì chúng tôi rất mong muốn là thành phố Hải Phòng hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chính sách để Vinalize có thể sớm triển khai cái dự án đầu tư để bắt kịp với cả cái tiến độ cũng như là cái nhu cầu về phát triển cả với logistics ở trong nền kinh tế. Theo Bộ Công Thương, tới đây Bộ sẽ hỗ trợ Hải Phòng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối thị trường logistics, phát triển mô hình logistics thương mại điện tử, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp logistics để phát triển Hải Phòng thành trung tâm logistics vùng phía Bắc và cả nước, phục vụ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.